Alo, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với xưởng làm xe Tuấn Anh. Thì hôm nay ngày thứ hai đầu tuần, xưởng mình lại tiếp tục review một mẫu xe màu xanh UAT lên cho một người anh trai đến từ Hải Phòng. Và mẫu xe này được xưởng mình lên xong và hoàn thiện cho anh ấy. Và bây giờ mình sẽ quay cái video này để cho khách của mình được biết và cũng như anh em được tham khảo thêm về những cái mẫu xe bên xưởng mình. Thì cái mẫu xe này là cái mẫu xanh UAT. Thì chiếc này thì mình chỉ lắp thêm một chiếc bo này thôi. Còn cái bo zin thì anh em có nhu cầu thì lắp vào cũng được mà tháo ra cũng được. Thì sửa mình quay những cái video clip này lên không mang tính chất là khoe mẽ hay là gì cả. Sửa mình chỉ quay lên để cho anh em tham khảo mẫu bên sửa mình và cũng như theo dõi những cái video của sở mình làm xe cho anh em và cũng như những cái xe mà anh em đang đặt hàng được đăng lên cái trang YouTube của mình để sau này có thể giữ lại làm kỷ niệm. Thì mình cũng không nói gì thêm nữa, thì hôm nay thì mình cũng tranh thủ quay cái video này rồi bàn giao về cho anh ấy. Thì cái mẫu xe này mình sẽ đi tổng quan cho anh em xem. Thì chiếc xe này là chiếc xe màu nhà binh và tất cả mọi thứ sửa mình lên full mới 100%, lên full như hình luôn. Chiếc này thì được lắp một bát cổ phốt bi vòng, một đôi thụt nhồi ti nhật, công tơ mét, đồng hồ kho chạy hoạt động đầy đủ. Sửa mình còn lắp thêm một chế Mikuni đời mới để cho nó không chảy xăng dễ nổ. Tất cả các xe bên sửa mình làm đều đã lên điện bình IC Yamaha. Và cái phần sơn si bên sở mình là sơn tĩnh điện, phần vỏ là được bên sở mình đã sơn bằng sơn sơn ô tô như anh em vẫn thường hay đi sơn đấy. Thì cái chất lượng xe bên nhà mình làm thì là full mới. Tất cả anh em theo dõi video bên sở mình đều đã biết là sở mình làm tất cả mọi thứ đều full mới. Trước này thì được lắp thêm hai hộp đồ để anh em bỏ đồ, bỏ áo mưa, bỏ cà lê, bỏ lết, bỏ tất cả mọi thứ có thể bỏ. Đấy. Vành bánh xăm lốp thì xưởng mình làm toàn bộ là mới hết 100%, máy móc trước này thì được bên xưởng mình bắn cát và để mộc. Tất cả đồ bên xưởng mình đều đã được thay thế mới nếu mà anh em làm xe full đồ nha anh em nhé. Anh em làm xe cái đơn giá cao thì cái chất lượng xe càng cao, còn anh em làm xe đơn giá thấp thì chất lượng không phải là thấp mà nó sẽ bớt đồ đi. Đồ đây là những cái đồ độ chế thêm và những cái đồ lắp thêm trên xe. Đấy, mình đã đi tổng thành qua cái xe này cho anh em coi. Đồng hồ thì mình mới test được 1 km này. Nắp xăng bên nhà mình lắp toàn bộ nắp xăng mới, nắp xăng con cò anh em nhé. Đây mình sẽ test qua cái phần xi nhan này. Đèn báo mo này, xi nhan bên tay trái này, xi nhan bên tay phải này. Nhan trái, phải trái này. Đấy. Thì tất cả các điện đón bên sở mình đã lên điện bình IC Yamaha rồi. Thì cái những cái chi tiết điện thì rất là dễ nổ anh em nhé. Và những cái chi tiết đèn còi các thứ thì đã được lên điện bình rồi thì rất là ok. Đây là tổng quan chiếc xe mình đã quay xong cho anh em. Đèn hậu, đèn đuôi đầy đủ hết nhá anh em nhá. Đấy. Nổ máy cho anh em xem. Anh em lấy xe bên sở mình về đều phải sốt ra thêm nhá. Thì máy mới ngon được. Đều phải rút ra thêm thì xe mới ok được nhá. Và số này
Sau đây mình cũng test qua được tất cả mọi thứ, những cái đèn còi xi nhan rồi mọi thứ cho anh em xem, và cũng như up cái video này lên cho anh em xem và tham khảo mẫu. Thì xưởng mình cũng xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi xưởng mình trong thời gian qua. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ xưởng mình. Và hai em tiếp theo xưởng mình lại lên cho một người anh đến từ Bình Phước và một người anh trai đến từ Yên Bái. Chiếc màu xanh này là của một anh đến từ Yên Bái, còn chiếc màu trắng này thì xưởng mình lên cho một anh đến từ Bình Phước. Tất cả xe bên xưởng mình làm đều được đặt hàng trước. Anh em có nhu cầu thì phải đặt hàng thì bên xưởng mình mới làm. Mình cũng xin kết thúc cái video tại đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã theo dõi video của xưởng.